thấy mọi người thấy được trồng lại hoa rồi. Hôm trước thì hái gán hoa thì vẫn chưa thấy trồng được, nhưng đến ngày hôm nay thì thấy trồng lại. Đi chợ ít mọi người, đi siêu thị thì mua sắm đồ ít hơn so với buổi sáng và buổi chiều muộn hay sao á. Nên là có một số anh chị góp ý thì không sao, phải bảo là không có du khách đi. Nói chung là nó cũng ít hơn so với mọi năm, mà lượng khách tới tham quan cũng rất là đẹp. Biểu tượng có quận 1 đấy. Ngày trước là biểu tượng thành phố Hồ Chí Minh, nhưng đến bây giờ thì cái này mà nó vắng hệ thống cây xanh thì nó cũng ảnh hưởng khá là nhiều. Cái này lắp mái che thì nó cũng nóng lắm, rồi kinh phí trùng tu bảo dưỡng nó cũng tốn rất là nhiều. Hải xin kính chào tất cả cô chú anh chị và các bạn, mình đã quay trở lại với kênh của Hải nhé. Thì hôm nay là ngày 29 tháng 3 2023, thì hiện tại Hải đang có mặt tại con đường Phạm Hồng Thạch, giao nhau với con đường Alexander. Thì hôm nay thì mời tất cả mọi người mình cùng đi dạo phố cùng với Hải nhé. Hiện tại bây giờ là 11 giờ trưa. Mọi người thấy thời tiết Sài Gòn là mấy ngày hôm nay rất là nóng, và phía bên nhà văn hóa thanh niên thì đang tổ chức lễ hội vua bánh mì. Có gì thì cuối tuần này Hải sẽ cập nhật và gửi cho cô chú anh chị các bạn mình những hình ảnh nhá về lễ hội đấy nhá. Thì phía trước của mình là nhà thờ Đức Bà. Đây nhà thờ Đức Bà thì mọi người có nhìn thấy đang trong quá trình sửa chữa cũng rất là lâu rồi, phải đến 5 năm nữa thì mới được hoàn thiện mọi người. Thì mình cùng cũng là một thời gian khá là dài, nhưng bây giờ mình cùng đón chờ xem là quá trình hoàn thiện như thế nào nhá. Bên này là công viên thì mọi người thấy là cây xanh mát rất là dậy, nhìn rất là đã mắt luôn. Hướng bên này là mình về với Dinh Độc Lập. Còn phía bên này trái có phải là Diamond Plaza. Thì Diamond Plaza đợt này thì nó cũng ít khách hơn rất là nhiều so với cái đây vài năm trước. Diamond Plaza là có 10 năm trước đó là một cái biểu tượng khá nổi bật, trung tâm mua sắm tại khu vực quận 1 này. Nên đến bây giờ thì mọi người thấy vắng vẻ lắm, các cái trung tâm thương mại bây giờ cũng vắng vẻ rất là nhiều so với vài năm trước. Hôm nay là dịch bệnh nó khó khăn rồi, kinh doanh cũng khó mọi người, nên nó tình hình buôn bán kém thì rất là nhiều. Thì bên này là mọi người thấy không, bên này thì bây giờ không còn bán vỉa hè, khu vực này đã dẹp rất là sạch sẽ. Chỉ có về đêm thì có một ít ngồi ở bên này và một ít ngồi góc bên kia, ngồi góc bên nhà thờ Đức Bà. Bây giờ mình cũng tản qua nhà thờ Đức Bà được một xíu nhá. Thấy thì nhà thờ Đức Bà mới được trồng lại hoa và cây á, nên nhìn rất là đẹp với mọi người này. Khu vực này trồng lại khu vực thấy mọi người thấy được trồng lại hoa rồi. Hôm trước thì hái gán hoa thì vẫn chưa thấy trồng được, nhưng đến ngày hôm nay thì thấy trồng lại ở khu vực này. Cũng như là ở bên đại lộ Lê Lợi thì có cái đề xuất hôm trước các mọi người lắp máy che nắng ấy, nhưng mà có vẻ là đang gây tranh cãi khá lớn. Vì có người thì bảo là lắp thì nó sẽ giúp cho người đi bộ thì nó thuận tiện hơn, nhưng mà một số người thì bảo là nó ảnh hưởng tới quá trình tốn kém nhiều rồi, quá trình trùng tu nó mất thời gian rất là nhiều, nó cũng khá là ảnh hưởng. Nói chung là nó đang tranh luận không biết là sẽ kết luận cuối cùng như thế nào, nhưng mà đấy mới là đề xuất của nó còn chưa được thực thi, nên chắc khả năng cao là sẽ không được làm và sẽ trồng lại cây xanh. Đây dựa từ khách nước ngoài đang đi bộ đây rất là nhiều. Ngày hôm nay sẽ quay khu vực này cho mọi người xem. Chỗ này thì hắn quay nhiều rồi. Bây giờ mình cùng một số cái tin là tại phố đi bộ Nguyễn Huệ có một loạt nhà đang để biển cho thuê mọi người, trả mặt bằng. Đâu khoảng 4-5 số thì Hải tới đây quay cho mọi người, cũng như là mình cùng bạn một số con đường tại Sài Gòn, đường mới nhá. Cái đường này mình cũng đi luôn để quay cho cô chú anh chị các bạn mình xem luôn. Hiện dạo này mọi người cứ bảo là mình đưa tin tiêu cực, nhưng mà thực sự thì có sao thì đưa vậy thôi, giống như clip mình đi siêu thị vậy. Thấy vắng người thì mình bảo là vắng người thôi. Hiện tại đi lúc đấy là khoảng 4 giờ chiều, chắc lúc đấy người ta cũng đi chợ ít mọi người, đi siêu thị thì mua sắm đồ ít hơn so với buổi sáng và buổi chiều muộn hay sao á. Nên là có một số anh chị góp ý thì không sao, Hải sẽ sửa lại cái chỗ đấy, khu vực đấy cho mọi người nhé.
Sài Gòn rất là nóng, nhiệt độ giờ khoảng 35 độ C. Ngoài đường này nhiều khi lên đến 40 độ luôn mọi người. Nóng cực kỳ. Nhưng mà Hải thì nóng lắm, Hải Vân. Cái khu này là thấy nó thích, nhìn đã mắt. Ở bên nhà hát thành phố thì cũng đang có lễ trao giải công hiến 2023 này. Cái này chắc cuối tối nay hay tối ngày mai này. Lượng khách du lịch nước ngoài cũng đang vào tham quan rất là đông. Mọi người thấy không? Ngay ở bên cái góc này, khách nước ngoài nó đứng chụp hình đấy. Này mà cứ bảo là không có du khách đi, nói chung là nó cũng ít hơn so mọi năm, nhưng mà lượng khách tới tham quan cũng rất là đông. Thì bây giờ mình cùng đi dạo khu vực này. Đấy, con đường Đồng Khởi này là cái con đường mà Hải thấy cảm nhận thấy nó chỉ sau có đường Lê Duẩn đó. Đường Lê Duẩn nhìn nó đẹp hơn, nhưng mà Đồng Khởi thì nó nhiều tòa nhà được nhìn rất là cổ kính. Ở khu vực này thì mọi người thấy lên biển cho thuê là một cái tòa nhà cũng có số 29 Đồng Khởi rất lớn luôn. Để biển cho thuê chắc là nó sẽ chữa được, không phải cho thuê đâu. Cái này một số cái biển dán cho thuê này cũng bên bất động sản đó. Đây bên này cũng có đấy, dán đấy. Cái bất động sản đấy thực ra chủ nhà nhiều khi người ta cũng chẳng cho muốn cho thuê đâu, người ta cũng đã có dự định nhỉ. Bên bất động sản nó cứ dán chi chít chẳng chịt vậy. Người đi đường thấy như thế nào chứ Hải đi thấy đường mình nhiều khi xe nó rụng quài, mình đi xe nó giật mình nhá, cũng nóng cái này nó gây khó chịu luôn. Không hiểu sao nhiều người vẫn cố tình bóp, người ta bóp một lần, không phải bóp một lần mà bóp vài ba lần luôn, đi nó ảnh hưởng. Mình cùng đi đường này ra đường Tôn Đức Thắng, sau đấy Hải quay vào phố đi bộ của Huệ nha, mình quay dọc đấy một xíu. Biết hôm nay Hải qua máy này thì nó có nét như cái máy kia không, thì nếu mà chất lượng hình ảnh nó không được tốt thì cũng rất mong là mọi người có thể bỏ qua cho Hải. Hôm nay thì cũng có chút việc, Hải ghé qua đây quay cho mọi người. Đấy, cái góc này là con đường Ngô Đức Kế đấy. Bên ra xa kia thì mọi người có thể nhìn thấy là tòa nhà Vitexco, biểu tượng có quận 1 đấy. Ngày trước là biểu tượng thành phố Hồ Chí Minh, nhưng đến bây giờ thì nó toàn là mắc, nên là xóa ngôi, nên bây giờ nó chỉ là khu vực này. Ở cái chỗ này, chỗ này có vẻ về bây giờ bóc hết rồi, cái biển cho thuê rồi. Mọi người đấy, bóc tối qua là còn dán chi chít chẳng chịt, đến ngày hôm nay thì bóc hết rồi. Còn có mỗi ba căn này là có biển cho thuê mặt bằng. Nói chung ba cái biển này dán này cũng chỉ là những các công ty bất động sản thôi, đôi khi làm nó hình ảnh nó nhếch nhác và nó xấu hơn tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Chắc là cái này là phải ra một cái chế tài đấy để phạt cho những cái người đi dán bừa tại khu vực này. Nhiều nhà người ta chán, người ta chán buồn xé luôn đấy, thì cứ dán xong kiểu mình xé xong nó lại dán lại, xé xong dán lại, nó mất thời gian, hình ảnh thì nó nhếch nhác xấu. Đôi khi những cái hộ người ta kinh doanh họ đổi lại cái hình thức để kinh doanh mới, mấy ông về bất động sản ông cứ nhìn thấy kiểu nhà cho thuê ông dán chi chít chẳng chịt để câu khách, mà thực ra toàn đợt treo đầu dê bán thịt chó thôi. Bây giờ mình có cái bùng binh cây liễu. Sài Gòn nóng rồi, nóng dã man đúng không mọi người.
cái này mà nó vắng hệ thống cây xanh thì nó cũng ảnh hưởng khá là nhiều. Cái này lắp máy che thì nó cũng nóng lắm, rồi kinh phí trùng tu bảo dưỡng nó cũng tốn rất là nhiều. Thế này thì cũng chẳng ai ra đâu, đâu ra làm gì, cái này chỉ có ra về đêm, càng khuya thì nhiều người tới khu vực này. Ban ngày mà thấy nóng, đi này thời tiết nóng này thì đâu ai ra đâu. Hình như là có văn phòng mới làm. Bây giờ mình vào con đường Tô Thất Hiệp nhé. Ở đây thì có một cái bãi giữ xe này, giá vé tầm khoảng 10 đến 20 ngàn tùy theo từng ngày. Mọi người tới đây gửi xe đây, cũng như là mình có thể gửi xe đây dạo với công viên Mấy Bạch Tạng. Dọc này cũng đầy biển cho thuê nhà. Ở bên này thì ở bên này đêm thì sẽ rộn nhịp rất là nhiều, mọi người nhìn hình ảnh nhưng mà cũng sẽ biết thôi chỗ này là như thế nào đúng không? Tôn Thất Hiệp dọc con đường này thì nó chỉ có một bên thôi, còn một bên thì nó là bình thường, tối hôm trước thì cũng quay cho mọi người. Các anh đang đi phát tờ rơi massage đấy. Đấy, bây giờ mình cùng vào với con đường đường Master này. Bây giờ mình cùng vào đại lộ Lê Lợi nhé. Chỉ hôm nay đã sơn trở lại và các cái chuẩn bị phục vụ cho quá trình kinh doanh mới mọi người. Đấy mọi người đây này. Đấy, dán nó lại, hôm trước cũng móc hết tờ rơi dán rồi thuê nhà, bây giờ thì đã tiến hành sửa chữa lại rồi. Một cái những đây là những cái tín hiệu rất đáng mừng. Và vào khu vực này đứng thì mọi người thấy không? Nó nóng lắm. Rất là nhiều cái khu vực này nó dán bọn toàn bên bất động sản nó dán thôi, tức là thực ra nhà dân thì họ cũng đang để cho thuê, người ta có dự định làm hết rồi, này bóc hết rồi mọi người, làm gì còn đâu. Về đêm thì khu vực này đi cũng rất là nhộn nhịp, nhất là phía trước có thể bến thành rồi. Bây giờ mình cùng vào con đường Phạm Bội Châu, sau đấy mình điền này, điền phía trước chợ Bến Thành và con đường Nguyễn An Ninh và quay cảnh đổi tiền ở phía bên đấy xíu là sẽ hại cho phép được dừng video nhá. Nóng quá, cái này đi quay, cái này thì mình sẽ đi quay vào tầm sáng tầm 7-8 giờ thì nó thời tiết lúc đấy đi quay là đẹp nhất luôn. Đây khu vực bán hạt dòng.
Bây giờ này cũng chẳng có ai đổ như đâu, có vài người nóng thế này người ta cũng tranh thủ ra nghỉ ngơi hết rồi. Khu vực an ninh thì bây giờ khu vực này thì mấy hè được thấy là dọn khá là đẹp sạch sẽ rồi đấy mọi người. Và đến đây thì Hải xin phép được dừng clip ở đây nha. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Hẹn tất cả mọi người ở một video clip tiếp theo nha. Hải xin phép được dừng video ở đây.